Nhan sắc của các bông hậu sẽ thế nào khi rũ bỏ lớp son phấn trang điểm? Hiếm lắm mới thấy các bông hậu rũ bỏ lớp trang điểm của mình. Kỳ Duyên, thời gian gần đây Kỳ Duyên rất hay chọn cách trang điểm đậm nét, không kể sự kiện thảm đỏ hay true style thường thấy. Vậy nên người hâm mộ rất mong mỏi ngắm nhìn gương mặt mộc không trang điểm của người đẹp. Trong một lần livestream công đoạn tẩy trang của mình, người hâm mộ đã được dịp ngắm nhìn gương mặt mộc hoàn toàn của Kỳ Duyên khi rũ bỏ lớp trang điểm đậm nét trên khuôn mặt. Kỳ Duyên khoe mặt mộc tự nhiên sau khi tẩy trang, gương mặt có phần nhợt nhạt nhưng vẫn ghi điểm với làn da sáng mịn màng. Kỳ Duyên cũng không tránh được quầng thâm vùng mắt, kẻ thù của phái đẹp. Khi rũ bỏ lớp trang điểm sắc nét, gương mặt của Kỳ Duyên nhẹ nhàng, hiền dịu hơn hẳn. Hennie, tân hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam gây ấn tượng với mái tóc tém cá tính, cùng gương mặt sắc nét góc cạnh, đậm tiêu chí nhan sắc quốc tế. Hennie thường xuyên chọn cách trang điểm nhấn đậm vào đôi mắt, tạo ánh nhìn sắc sảo. Hennie cũng chẳng ngại khoe mặt mộc không trang điểm trước công chúng, gần đây nhất là tại cuộc thi Hoa hậu Hoàng vũ. Khi các thí sinh được yêu cầu để mặt mộc, thì công chúng cũng được dịp ngắm nhìn nhan sắc của Hennie khi không trang điểm. Gương mặt của Hennie vẫn rất tươi tắn, rạng rỡ, nổi bật nước da nâu rắn rỗi. Đôi mắt tuy không sắc như mỗi lần trang điểm đậm, nhưng vẫn ghi điểm với nét nhẹ nhàng, mềm mại. Trước đây khi còn để tóc dài, nàng tân hoa hậu của chúng ta cũng nhiều lần khoe mặt mộc tự nhiên. Tuy không sắc sảo như thời điểm hiện tại, nhưng mặt mộc mà được thế này cũng ghi điểm lắm rồi. Hoàng Thùy, tân Á hậu Hoàng vũ 2017, ngay cả khi với vai trò là người mẫu hay giờ là Á hậu thì Hoàng Thùy vẫn luôn chọn trang điểm cẩn thận, đánh khói rõ ràng để tôn được gương mặt góc cạnh sắc sảo của mình, và người hâm mộ cũng quá quen với một Hoàng Thùy thường xuyên trang điểm đậm nét. Hoàng Thùy rất ít khi để mặt mộc hay chia sẻ khuôn mặt mộc không trang điểm lên trang cá nhân của mình. Mỗi lần hiếm hoi Hoàng Thùy để mặt mộc tự nhiên, có thể thấy làn da của cô có chút vết thâm trên trán, nhưng cũng may không quá ảnh hưởng đến nhan sắc của cô. Mâu Thủy, sở hữu gương mặt đậm chất hoa hậu, Mâu Thủy dù để mặt mộc hay trang điểm đậm nét thì vẫn tôn được nhan sắc rạng rỡ của mình. Khi để mặt mộc, gương mặt Mâu Thủy vẫn nổi bật đường nét thanh thoát nhẹ nhàng cùng nước da nâu rắn rỗi. Nhờ có nước da nâu săn chắc này mà ngay cả khi không trang điểm thì gương mặt của Mâu Thủy cũng không có cảm giác nhợt nhạt thiếu sức sống. Phạm Hương, thời gian gần đây Phạm Hương trung thành với cách trang điểm nhẹ nhàng, đơn giản chứ không sắc sảo hay cá tính. Chính vì vậy mà so với gương mặt mộc thì Phạm Hương không khác là mấy. Phạm Hương chia sẻ hình ảnh mình tẩy trang khi rũ bỏ lớp trang điểm, gương mặt của Phạm Hương vẫn rất rạng rỡ, tươi tắn, nổi bật nước da mịn màng không tì vết. Tuy nhiên có thể thấy đôi mắt của người đẹp khi không được trang điểm có phần hơi lờ đờ, thiếu điểm nhấn. Lệ Hằng là Á hậu 1 Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2015. Người đẹp thường xuyên chọn lối trang điểm đậm và nổi bật với màu son đỏ. Khi bỏ sạch lớp trang điểm có thể thấy nhìn Lệ Hằng trẻ trung hơn rất nhiều. Diễm Trang Á hậu 2 tại Hoa hậu Hoàng vũ 2014. Nhìn mờ nhạt hơn hẳn nếu không trang điểm, thậm chí nhìn mặt mộc còn già hơn cả khi trang điểm.